vui lắm, dẫn đi vui lắm, nói chuyện lúa tai vui lắm, dẫn đi chỗ vui vui không à. Ba mẹ chị nhốt gì chị vô cái phòng này là lâu chưa? Lâu quá chị, có cái phụ nữ cho bây giờ không có lo cho em được. Nhưng mà em đừng có nhốt mày đi cho em đi chơi nữa, đây buồn quá. Chồng hai con mà chồng nó cũng ngu, không phải ngu mà ổng thiệt thà quá rồi, không xứng đáng nên mình bỏ rồi. Dạ, Hồng Cao Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại xã Ngọc Thuận của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Thì đây có một trường hợp vô cùng kỳ lạ của chúng chị. Một người phụ nữ bị chính cha mẹ ruột của mình giam cầm ở trong cái lồng sắt này. Không biết cái nguyên nhân gì đâu và cái câu chuyện ly kỳ như thế nào. Thì hôm nay Hồng Cao mời cô chú anh chị cùng với Hồng Cao Vlog vào bên trong để tìm hiểu thực hư cái câu chuyện nó ra sao. Dạ, mời cô chú anh chị ạ. Chú ơi, chú. Dạ thì hôm nay mấy con cũng có duyên đến đây. Thì hôm nay đến đây cũng bằng phép xin ghi hình lại cái gia đình của mình. Thì con cũng nghe cô có gọi điện cho con là cô nói gia đình của mình là 5-6 người là bị bệnh hết. 6 đứa đó, chết hay 2 đứa, còn 4 đứa chưa. Dạ, con xin bằng phép con hỏi chú hôm nay bao nhiêu tuổi, chú tên gì vậy chú? 72 tuổi là Lê Nhân Tiếp. Dạ, 72 tuổi là Lê Nhân Tiếp. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình còn bao nhiêu người con vậy chú? Bây giờ còn 5 đứa mà thằng đó cũng tỉnh một chút, còn nhiều thì bệnh chân. À, như là nhiều là cũng như là dạng gì? Con xin lỗi ha. Bị bệnh hết. Như là lưng lửng là dạ. Không có được bình tĩnh. Dạ. Cứ ca hát có ngày vậy đó ha. Dạ. Nhưng mà cái cửa đấy là người chữa lại. À, vậy là chị hồi nãy đập đó ha. Không, nhỏ này mới bệnh phát tháng ngoài, còn cái đứa lớn đó. Nó đập trong phá ly hương hay gì. Mà hiện tại bây giờ cái người lớn đang ở đâu vậy chú? Nó đi không biết đi đâu rồi. À, diễn viên lang thang như thế đó ha. Dạ. Mà có biết đường về không vậy chú? Biết. Từ sáng đi là chiều về. Dạ. Rồi ngoài ra gia đình mình có mời thầy đến như thầy thuốc nè. Cũng có đi khắp chứ dần chú ơi. Nhưng mà thấy như thế nào chú? Người này nói gì, người kia nói khác. Dạ. Con thấy gia đình chú là hiện tại giờ đang thờ cũng như là đức thầy nè, cũng như là bên đạo hảo chú ha. Dạ. Con cũng ăn trường 23 mấy năm rồi. Dạ. Cái nhà mình xây dựng được bao nhiêu năm rồi chú? Mà mẹ một hai chục năm thì cho 20 năm hay mấy. Không có cãi mẹ, nghe lời mẹ. Ồ, cảm ơn chị tỷ ha. Không có cãi mẹ. Bây giờ là mấy anh mấy chị là còn ở đây chung nhà với mình không? Bây giờ là còn trong gia đình là hai đứa trong khẩu, còn nhỏ thì nó kế đây nè, mà nhà nó hư hết này. À, cũng ở riêng nó có chồng ở riêng mà chồng thôi rồi. Chồng nó ly thân lỡ mà thôi nhau là hai năm nay rồi. Mà nhưng mà hôm nay con đến đây con cô gọi cho con lên cái ghi hình mà có ảnh hưởng gì đến cái gia đình mình không? Không có gì hết trơn. Quá xá lâu năm rồi. Mấy chục năm rồi. Mà 32 năm rồi. 32 còn năm. Gì nữa hả? 32 năm rồi. Vậy là cứ mỗi người này phát bệnh rồi người dưới bệnh lên liên tiếp như vậy. Đây là con của chị nào ạ? Con nhốt. À, đây còn một người nhốt nữa. Nhốt lắm. Trời ơi, sao nhiều chứ? Nhốt người ta nửa tháng rồi. À. Chị có quậy quạng cũng quậy phá gì không? Quậy, nó quậy lắm phá, nó quậy đi ra thì muốn đổi cơn lên giờ nào nó muốn nó đợi đâm người chết người ta. Ghê vậy. Tôi ổng già rồi, không có làm gì có tiền mà rồi ổng mình rồi mấy chục mười mấy năm nay thì tôi cũng vậy rồi tôi giờ cũng bệnh hoạn tới nữa rồi. Có mận gì có tiền mà giờ con nãy giờ nó mới đau nữa. Con không có đau, đau đâu, con không có đau đâu. Rồi hiện tại bây giờ là chú với cô đâu có làm gì ra tiền nữa hả? Đâu có làm, tôi thì chứ mạnh thì tôi làm được thiện. Mình đau không gài. Dạ. Yeah. Mới nhờ cái đóng dưới mạnh của người cho gạo khắp ăn vậy. Dạ. Rồi phải chờ 54 á. Rồi cái nhà sát bên đó là của ai đó chú, mà con để thấy để mà chữ không thật sự cấm vào đó chú. Thằng khùng đó, mấy đứa khùng đó con về thì nó chết rồi. Chết rồi. Phải đường không chết đâu. Chết hai đứa rồi đó. Đi yếm bùa luôn ha. Đi yếm đây nhìn ra luôn mà mẹ không tin. Sao ai yếm? Yếm cờ tướng ha. Yếm cờ tướng.
điếm ngay chỗ đó ta nè, điếm không chết đâu, điếm ngay chỗ đó ta. Đi đến bệnh viện rồi không có tiền đóng rồi. Rồi đi về rồi đó, rồi chỉ cho thuốc uống mấy giờ nó hơi dịu dịu, chứ mấy bữa quậy lắm. Vậy là cái cháu này là con của cái chị nhốt nhốt ở trong. Con cứ tính là nhà có chị này với cái anh mà bỏ đi sáng tới chiều về. Nó còn hai lần đi đăng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có tình yêu rất đượm nồng. Yêu đời, yêu lần cả non sông. Tình yêu chan chứa khắp trong hoàng dù. Không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xây chiều cho nhân lời. Sẽ gặp tình ta trong khói yêu. Còn thuộc thuộc được khúc này nữa nè. Bài Du Lan Nhớ Mẹ. Nhưng mà không biết đọc đúng không, tại bị ém tài, bị hãm hại kia thì hơi ấy. Nhưng mà cái lòng hại mình. Du Lan Nhớ Mẹ cái gì. Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lành, để mai khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Nam mô A Di Đà Phật. Trên tay trên cái người sư tỷ là đang cái này là cái quyển gì sư tỷ? Cái này là sấm giảng của đức thầy. Như là trong cái quyển sấm giảng là dài, nó dày rất là dày, nhưng mà mình thuộc hết không? Hồi nhỏ học tham khảo hết, có tham khảo nhưng mà lâu quá rồi quên, giờ phải học lại từ đầu. Mình cho Quyền học đi, cho Quyền đọc đi, đọc thanh lắm. Chị tên Quyền ha? Không, chị là Ngọc Trúc à. Ngọc Trúc là một buổi Trúc đó, nhiều người ủng hộ lắm. Nhưng mà mình chưa có, không có tiền, mình gom lính lại. Chị gom lính gì chị Ngọc Trúc? Bây giờ chị xin phép, em xin phép khép cuốn này lại. Rồi. Mình tâm sự riêng ha. Rồi, tâm sự đi, khoái lắm. Khoái lắm. Bây giờ mình gom lính là như thế nào? Mình là trụ cột của đất nước. À, trụ cột đất nước. Cái do những người tham danh tham lợi đó, người ta hãm hại đó mới sinh ra bệnh dịch, tới từ ngày chị nổi lên tới giờ cái chị đi tới đâu im ấm tới đó. Ồ, tại sao người ta lại hãm hại như vậy? Cái gì người lòng người nè, nham hiểm, cái hãm hại qua lợi cái mới gây ra chất độc, nước này nước kia hãm hại đó mới gây ra chất độc. Nên chị biết được, nên chị rồi cho chị chỉ đi được trong đất nước thôi, chị đi khắp xứ hết rồi, giờ lính chị nhiều lắm. Mà chỉ có chị yêu cầu mà chỉ có cơm no áo ấm rồi, cái chị chịu lính, cái chính lính về liền. Theo như những cái lời cơ, những lời tiên tri của thầy để lại thì sẽ như thế nào? Có đúng với thời cục bây giờ không? Đúng. Chị đúng rồi, sao cưng biết chị là nhà tiên tri vậy? Sao cưng biết vậy? Tại vì hôm nay em biết em mới đến nè. Đúng rồi, nhà tiên tri người ta nói mà không ai tin chứ. Người ta nhìn được người nào bước lên, bước ra đường, người ta thấy người nào gian xảo là chị biết liền. Nhưng mà người chung chị biết luôn. Mà chị biết được người ta có phước mắt chị gỡ được luôn á. Nhưng mà chị không nói với mẹ. Chị gỡ được cho người ta nhiều rồi chị mới giờ về đây chị trả hiếu cha mẹ thôi, chứ gì đâu có bệnh đâu. Tại vì người ta không tin tưởng mình phải không? Không tin. Người ta không tin không sao, tại người ta là người ta bị che mắt thì nó khác, còn mình có cái tài năng mình giúp đời giúp nước, mình không ngại gì hết. Mình đi tới đâu mình cầm cân nảy mực, tới đâu là im ấm tới đó, mình đâu có sợ. Mình dám ăn dám nói, mình là cán cân công lý mà cưng. Chị tên gì em quên rồi. Chị tên Lê Thị Trúc, nhưng mà chị mẹ cha đặt vậy chị quý giá cái ơn của cha mẹ rồi. Nhưng mà chị sửa lại là chị Ngọc Trúc, là chị thành một chị là Duyên Ngọc Ước luôn mà. Đất nước Việt Nam ta có Duyên Ngọc Ước mà. Chị Ngọc Trúc là hiện tại là từ lúc xưa đến nay, chị Ngọc Trúc xuống đây được bao nhiêu năm để đi khắp nơi để mình dạy đời chị? Mới đi được có 2 năm mấy à. 2 năm mấy ha, nhưng mà chưa có ai biết đến mình hay là sao? Chưa biết, nhưng mà đi đâu đâu người ta nể tới đó thì có, người ta không biết, nhưng mà nhiều người ta thấy mình khờ người ta dụ. Nhưng mà thật sự đâu phải dụ đâu, tại vì mình là tướng quân nên mình đi cách sao cho lính mình đừng chết, nên mình thua cho người ta thua còn cái tâm phục khẩu phục, chứ đâu phải là để cho người ta dụ đâu. Trời ơi, cái trí khôn người ta, nhà tiên tri người ta mà nghĩ sao dụ được, dụ đâu có được đâu mà dụ. Chị
chị một chút nè. Hiện tại giờ trong gia đình chị biết là anh em được bao nhiêu người hay là không? Con nhớ hay là quên rồi? Nhớ chứ. Năm anh 7 anh em. 7 anh em mà hà người ta yếm hư yếm buồn, anh chị buồn, anh chị đó có hiếu lắm nhưng mà bị hãm hại rồi buồn không dám nói với cha mẹ, tự dặn chết rồi. Nhưng không. Mà bị yếm buồn như vậy rồi chị một chút xong đứng ra mình gửi cho gia đình như vậy. Hồi đó nhỏ, hồi đó mình bị che mắt mình đâu có biết, bây giờ lớn mới biết nè, nhưng mà anh chị chết thì giờ cái trách nhiệm đó mình gánh lên hai vai, mình trả hiếu thay cho anh chị. Dạ. Giờ chị một chút ha. Giờ chị dẫn em qua bên nhà đó, nãy chị nói gì bây giờ em xin phép chị dẫn em qua đó, em sẽ quay cái nhà đó xem như thế nào ha. Dạ. Con xin phép qua đó hay con ha. Chị để con sắm giảng cho nó đi cầm. Mẹ để đây đừng có lấy, con mới xin cha, con xin phép cha để đó, thấy không? Nó cha mẹ do không có trách cha mẹ được. Không, mình không có trách cha mẹ được, tại cha mẹ lo con bệnh hoạn quá nên cha mẹ bị mờ đi, nhưng nhà cửa mà để gì cũng không tốt, nhưng mà cha mẹ nói cha mẹ không nghe, nhưng mà mình về đây mình dùng lòng hiếu thảo của mình để cảm hóa cha mẹ. Nè, không có sự là miễn vào nè. Vô đi đâu có đâu, tại cha mẹ để vậy nhưng mà không đúng đây đâu. Đây là giống như cái ai bị yểm bộ bên đây. Mô phạt cái này là giống như bên nó chị Tư chết rồi còn con gái luôn. Chị Tư có hiếu thảo mà giỏi dữ lắm luôn. Nhưng mà chị Tư dở, không có tài ăn nói giống Ngọc Trúc. Anh Năm cũng giỏi nhưng mà làm cái nghề cá nên bị ấy, nên nhúng như từng cha mẹ. Anh em tốt có cái gì nè, đất cát tài sản cha mẹ muốn làm gì làm, anh em không có nói tới. Tại vì anh em là những người con tốt, nhưng mà tại vì bệnh hoạn mà tại người ta thư yếm, tại con chí hiếu không mà mẹ cha bị mờ mắt rồi, mình không có trách cha mẹ được. Nên giờ ông trời ổng giao trách nhiệm lại cho Ngọc Trúc, nhưng mà Ngọc Trúc nói cha mẹ không tin. Vậy là ở bên đây là thờ anh chị Tư với anh mấy? Chị Tư với anh Năm. Chị Tư với anh Năm. Anh Năm có gia đình, có hai đứa con. Còn anh đứa Hai con. Với người thứ ba. Anh Hai ngang tàn lắm, không dám nói anh Hai. Ở đây hả? Anh Hai ở bên kia. Còn anh Hai thì ở bên kia. Anh Hai ổn lắm, không dám nói anh Hai. Anh Hai chỉ đi. Gì anh Hai mà anh Hai cô lại nói dạy đi. Cái gì nghe cái nấy dặn cho anh. Quậy hay đập nhà lắm nha. Anh Hai đập nhà. Đó. Nhưng mà anh Hai dạy cái gì nghe mình, tại vì mình là em nên anh Hai có dạy sai cũng nghe để đó nhưng mà không làm. Nhiều người bảy. Khi nào mà em đứng như vậy mà em quay về anh Hai về hay ruột chạy không? Không. Không. Anh Hai không có qua đây hả chị? Anh Hai không có ở nhà. Anh Hai không có gượt, cái vấn đề anh Hai gượt thì không có, nhưng anh Hai chỉ quậy trong nhà không à, quậy cha quậy mẹ không à. Chứ người ngoài anh Hai tốt lắm, vậy đó. Dọn ba cái đồ lại cho nó gọn gọn đi chứ tỷ. Mẹ cha không tin, đốt dẹp hết mẹ cha không cho. Những đồ này nè, mình không cần số lượng, mình cần chất lượng. Nhưng mà mình nói cha mẹ không nghe, buồn lắm. Cái nào tốt là chất lượng mới để xài. Cho em hỏi gì nè, hồi nãy tỷ có lên cái bàn đó, chị để một cái bình nước cho nó, tỷ nó có là trụ cột là như thế nào, chị tỷ qua chị chẳng. Giờ chị có thể để lên đây được. Nó vui. Ừ. Từ từ. Đòi đem cái bình nước lên chị có vẻ rất là mừng, tranh thủ. Mình trụ cột là mình quyết định mình dành cái đất nước này là phải của chị. Chị mới cai chị được. Tượng trưng như cái bình nước là để ngay giữa vậy. Đó là cai chị, còn nếu cha mẹ về qua đây cũng không sao, tại vì cha mẹ như có lý do của cha mẹ, như khi về đó là mình đi vòng vòng cái đất nước hết. Dạ. Rồi xong mình đi qua bên đất nước người ta, mình chỉ cách người ta để mai mốt người ta không có xâm lấn cái nước mình. Đâu phải đơn giản chị, đâu phải người đơn giản giống như cái bàn tròn này là đất nước, về cái trụ cột vòng vòng nhưng mà nó vẫn ở trong. Nhưng mà không sao, của chị là của chị, chị không cho ai giành được hết trơn á. Nó nó thì mình đó, mình làm luật sư cũng được, mà mình đóng phim cũng được, mà mình hát cải lương cũng được, mà mình hát ca cổ cũng được, mình đọc giảng cũng được. Nhưng đọc giảng mà chị bị ấy, chị phải cho chị trợ giúp cái cuốn giảng chị mới đọc được. Giờ tại vì bị ém tài lâu quá, lo vụ chuyện nhiều chuyện quá nên cũng bị quên, nhưng mà nhân trong lòng là cái y đức vẫn còn. Chị dám khẳng định với tụi em là cái y đức vẫn còn nha. Dạ. Cái lòng của mình vẫn còn. Nhưng mà mình đi tới đâu là yên bình tới đó, đó là có thiệt. Với lại quân lính cũng còn nhiều lắm. Chị khi nào chị có tiền này ha. Cái đầu chị đi lại ra trình diện với mẹ. Trình diện với mẹ để lấy cái cờ lệnh của mình mới hiệu lệnh lính được chứ. Chị... Mẹ là con Âm hay sao chị? Có người chỉ điểm mới được. Cái đó mình phải nhờ, cũng mình phải giống như mình phải có một cái duyên gì đó, người ta giúp mình nữa mới biết đi lạnh. Cái cờ lệnh thì chị nghĩ, chị không biết nha, nhưng gì chị nghĩ được là cái cờ lệnh đó nó gì, nó có cái hình dạng xéo cái cờ lệnh, rồi mình mới chịu lính được, mình cai trị thiên hạ được. Nè,
mấy thằng tham quan này bây giờ nó sợ chị gì đó, nó sợ chị gì đó nên nó mới không dám ăn hiếp dân nữa đó. Theo như cái bài mà tình yêu của Đức Thầy thì vừa ngâm nãy là chị hiểu sâu cho các bạn. Hiểu, hiểu, mình hiểu. Mình yêu những người già, người trẻ, những người kè cô, những người không có nơi nương tựa, không có cơm ăn áo mặc gì đó, hay là không có cơm no áo ấm, không đúng rồi, gọi là cơm no áo ấm mới đúng. Có nghĩa là mình yêu đại đồng khắp cả. Đúng rồi, cái lòng của mình nó giống như lòng mẹ vậy. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như làn gió chiều gì gào vậy đó, giống như là mình mẹ của đất nước vậy đó. Nhưng mà mình nói vậy nhiều khi những người già cả cái truyền kiếp của người ta thì mình hơi hổn. Nhưng mà chị không sợ, tại vì chị là giống như ai đi chơi, chị đi tới đâu chị làm cô giáo, chị dạy nhiều người lắm chứ, mà người ta đang gạt chị, mà chị ta tưởng đâu là ai về học trò của chị không. Học trò mà đòi cua cô giáo đâu có được, đâu có xứng đâu mà ưng. Không, người ta bây giờ bước em gần được, em bước theo chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đưa, chứ đâu phải đừng muốn lấy người ta là lấy được trời. Rồi, người ta đẹp gì mà ai muốn lấy được hết. Người ta đơn sơ, người ta đã đẹp rồi mà nghĩ sao mà rồi cái lòng người ta tốt nữa mà nghĩ sao mà muốn hốt người ta dễ trời. Bữa nay cho chị Ngọc Trúc bộc lộ tài năng hết, không có ém tài chị Ngọc Trúc nữa. Đó, không ém được quyền ém nữa đâu. Không được quyền ém nữa. Nghĩ sao 10 tuổi người ta đã biết đóng một tròn một dây tuồng rồi, một đóng đủ dây hết trơn. Mà nghĩ sao mà hãm hại mà ém tài, ém được không? Giờ tới lúc tới duyên của mình tới rồi, phải không mấy cưng? Dạ. Ém hoài người ta đâu chịu. Dạ, người ta cũng biết nha, chị Ngọc Trúc còn biết nè nha. Chị biết tính toán cách mà ăn nữa nha. Tính sao mà không tốn tiền xăng, tính sao mà vừa người bán được, rồi cái người mua cũng chị đi tới đâu cái quán nào chị lại rồi quán nó bán đắt lắm mà nghe, tại vì chị chỉ cái cách mình vừa đứng vị trí người mua đi rồi mình sẽ biết rồi mình sẽ bán được, thấy không? Chứ đâu phải ai muốn làm gì là được đâu. Chị có cái lòng của chị đại lượng nên chị nhiều người nghe, người thầy người ta chỉ người ta còn ác, ta chỉ là người ta còn giấu lại chiêu nghe cưng, còn chị không có. Chị chỉ hết, chị biết cái gì chị chỉ hết. Là một người tốt mình chỉ hết, đâu có sợ. Nhiều người người ta sợ rồi mai mốt người ta quạt lại. Chị không sợ, mình giúp đời mà mình đâu có cần gì chuyện đó. Trời ơi, chị đó là giúp đời nhưng mà chị đã giúp được gì cho đời chị? Chị chỉ bằng cái công của chị thôi. Chị không có tiền thì đương nhiên chị giúp bằng gì đó, ví dụ cái năng lực của chị. Buôn bán cũng giỏi, chạy xe cũng giỏi, tính toán cũng giỏi, hát cái tuồng cũng giỏi, rồi đi cũng giỏi, mà nghĩ sao đi làm sao trả lời đâu có khả năng trả lương cho chị. Nhiều người nó ăn hiếp chị, nó giật lương, mà giật lương cậy mày đi, mai mốt tao lấy quyền lực tao lại, tao lấy lại mấy hồi giật lương chị không á. Khi chị đi cái đường như vậy nè, có ai thì thường ta nói chị là cũng như em ví dụ thôi ha. Ừ, mình xin lỗi có đúng rồi đúng mình không lên bà xuống không? Chị có lúc ở ngoài đó chị khôn lắm, người ta đâu có biết chuyện khôn lên bà xuống đâu. Cái chị có gì chị giúp trong anh em trước, còn ở ngoài thì cái dạng nó ăn hiếp chị, nó đánh chị, nhưng mà chị nhịn 5 lần 7 lượt mà chị đánh lại nó thưa công an cũng không thắng, mà nó kêu giang hồ lại cũng không thắng rồi cưng, không biết nhục cưng. Rồi cuối cùng xong cái giang hồ lại mời chị qua nhậu, chị nhậu luôn quất luôn. Cuối cùng nó nè mấy giang hồ đó giờ thằng nào cũng thương chị, giờ chị cũng là chị nói tiếng rồi cưng ơi lại uống cà phê chị đã lại liền đó. Nhưng mà cuối cùng là lính của chị không. Khi mà cha mẹ mình đã quá khổ đi, nhiều khi ba có chị gây lại là chị có thấy sốt trong người đau chứ, cha với mẹ là tất cả. Chị giờ chị đi giúp người ta không có chị giúp người ta được, mà cha với mẹ chị đi ra đường chị giúp rồi, xong rồi hết rồi, bây giờ chị vừa qua chị đâu nè, chị cởi áo mão cân đai giả dạng thường dân về giúp cha mẹ trả hiếu. Cha mẹ là tất cả, chữ hiếu đi đầu, ai muốn về giờ từ ngày chị về giờ chị cha mẹ chị có lỗi lầm gì chị đi dài chị xin lỗi hết rồi. Mình trả hiếu cha mẹ, mình không nghĩ mình mặc dù mình dặn lỗi, bây giờ dầu con không có lỗi mình cũng dặn có sao đâu, mình vì cha vì mẹ mình làm được hết. Rồi bây giờ em xin phép em vô với chị ở trong kia ha. Chị, cảm ơn cưng nha. Rồi em mời chị hai cậu xuống đó đi. Em nói vậy chị hơi có lỗi hay sao, em vì chị em mình là hòa đồng. Dầu chị đứng vị trí cao cỡ nào cũng là chị của mấy cưng. Được không? Ok, mời chị đọc. Rồi giờ mời đi vô trong chị ba, chị tư gì đó. Gia đình này có rất là nhiều người bệnh. Hồi tối. Em chào chị. Chào anh. Rồi. Chị đang nhiêu tuổi rồi? 45 ha. Em ngồi xuống đây ha. Dạ.
Đây nó hơi tối. Ai đâu mà đi đây đâu không biết. Đây là thăm chị nè. Qua tối rồi, em bắt camera. Bây giờ mà gương mặt em đừng có nhốt, em đừng lại đi cho em đi chơi nữa, đây buồn quá. Buồn hả? Buồn lắm. Rồi bây giờ mình sao mình bình tĩnh lại, mình đừng có quậy mẹ nó không nhốt mình lại chị. Đấy, cái buồn ca đã độc giảng rồi nó bậy rồi nó xàm mới bị nhốt chứ phải đừng không mà nhốt. Đi ca chị độc giảng nè. Có bắt đèn chống được không cô? Có bắt đèn chống được không? Không có đèn hả? Bon bon chuông dục mấy hồi ầm ầm chung nổ trên đồi xa xa. Còn ba cánh nữa thì gà mới yên. Chừng nào đất nước lục thông nhớ hồn cha mẹ bảy kiếp chín đời di chuyển về đấy. Sống sâu nó chạy vòng câu ngày nay có việc sầu bắc nam có con việc hư giết mà người hung chừng nào xấu nọ phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Muốn lên tiên được cảnh tiên muốn nơi danh thành thầy dành riêng cho mình từ đây đến buổi thanh bình muốn người nếm bạc chứa mình tu lân trồng cây mà chẳng gốc cào để cho gốc lợi tác vào gốc lên lòng người vẫn ớt mà cái bị câu tục lự đối thái khôn cùng căn kia với tội coi lường được không. Chị đọc những cái lời đó chị có hiểu ý nghĩa nó như thế nào không gì chứ chị? Hiểu chứ. Dạ, chị có thể giải thích cho em được hiểu thêm không chị? Cũng như người ta thấy mình khùng á, người ta cười chê mình. Người sau này á, người ta xảy ra nạn, người ta lại nhờ mình. Giờ là muộn rồi kìa. Mà mình, người ta thấy mình đi sang lang thang, người ca hát rồi ai cũng chơi mình khùng sao này, người ta bị gì cho người ta đi lại, người ta hỏi làm sao kìa. Làm sao cứu con người ta cũng làm bị gan như mình hỏi mình làm sao, người ta cũng làm con người ta bị gan vậy. Mà ngoài những cái lời đó chị còn có nhắn nhủ với em thêm lời nào nữa không chị? Em muốn đi trị bệnh, em kêu xin một số tiền để đi trị bệnh mà em không biết cái gì nào mà con em còn nhỏ nha, mẹ già không có lo cho em được. Giờ đi trị bệnh thì chị có chịu uống thuốc không? Chịu. Giờ có chịu uống thuốc người ta mới trị cho mình được chứ đi trị bệnh mà người ta đưa thuốc mà không có uống là người ta không có trị được. Mới đưa thuốc em uống mà em đâu có dục đâu. Mà con của chị có dám lại gần chị không chị? Không, nó sợ lắm, không có dám lại tại gần. Sao mà sợ chị lại gần, mà chị đánh bé hay là sao mà nó sợ chị? Không có lắm, mà nó xin trời không có tiền nó ăn rồi nó giận, nó giục đồ rồi em. Nó giục đồ rồi giận, nó la, nó mét, mét ngoại rồi nó bực mình rồi nó lấy đồ, nó chọi. Em nãy giờ là em thấy là mẹ của chị và ba của chị là khóc rất là nhiều gì? Tại em bệnh mấy chục năm rồi. Chị tên gì chị còn nhớ không? Em tên Lê Thị Kiều. Chị tên Linh Kiều. Lê Thị Kiều. Lê Thị Kiều. Dạ. Còn nhớ tên, còn nhớ tuổi. Chị là ba mẹ chị nhốt gì chị vô cái phòng này là lâu chưa? 10 ngày rồi. Mới 10 ngày hả? Ừ. Tại sao mà mẹ chị lại nhốt chị lại như vậy? Tại vì nửa đêm đó là lội đi ra mà chợ, cái đi lang thang để xin tiền quản ngoài xin. Có khi xin được tiền, có khi xin tiền đi tiền xe vậy, có khi xin thì dư được vài chục ngàn, có khi 100-200 ngàn về dư cho mẹ mua bánh cho con, người đâu có đủ đâu. Sao mình không lại mình tập trung cái thần thức mình lại, mình điều khiển cái thần thức mình lại, mình đừng có đi như vậy chị? Hay là có một cái người nào mà điều khiển mình đi như vậy? Cũng có người dẫn đi, mấy người chết đó, có đứa em gái 24 tuổi với đứa em 32 tuổi tự dẫn chết đó, khiến dẫn đi vậy. Nếu mà chị không đi gì ở nhà xảy ra tai nạn thì làm như có ai nói bên lỗ tai vậy đó, rồi dục rồi đi vậy đó, đi về chỗ đó có ông đó, ông chạy vô khúc vắng đó, có ông bán số lên cầu vượt khỏi giống dài thiếu đó. Cái đồ tụt xuống nè, chứ tôi không đưa tụt thì người ta chạy tụt xe, tụt từ xuống, ông chữ tới đây, ông gạt đi vô chỗ ổng hả? Đó tôi mới ơi, tụt đi ra cái ông kia, họ hỏi cho chị kia lại mua giấy số, hỏi cho em có gian, hỏi ai cũng cho có gian, sao một lát không có chiếc xe du lịch tới.
cái mắc xe lên xe từ cầu vượt gì đó 40 ngàn, mai là xin được 90 ngàn mới có tiền để xe thôi. Không thôi người ta bỏ nó dọc đường người ta giết chết đi. Một là ta lấy cổ, hai là ta giết, nói thấy đi xin có tiền nữa. Dạ. Ta giết. Vậy là cái ao ước của mình là được có một số tiền để mình trị hết bệnh. Chị bệnh thì sau này nuôi con, cha mẹ đâu có sống hoài mà nuôi con em được đâu, con em còn nhỏ lắm. Để cái phòng này là từ lúc giờ chị cứ phát bệnh lên là cái phòng này là mẹ chị nhốt thì chị trong đây? Nhốt em, người nhốt luôn, nhốt trong bên em, người nào quậy nhiều là nhốt trong đây. À, chị còn nhớ gia đình mình bao nhiêu người không? 7 người anh em, 7 anh em, hai và còn có 5. Hai anh chị kia là hai đứa em, đứa thứ tư với đứa thứ năm, còn em thì thứ ba, còn anh thứ hai vẫn giờ anh thứ hai giờ đi ăn nhậu không có mặn gì ta, vợ mặn nuôi không. Vậy là chị Ngọc Trúc là chị thứ mấy? Thứ sáu. Ngọc Trúc thứ sáu. Còn người thứ bảy không? Người thứ bảy cũng đi tầm bậy bậy đi chơi đi, nói đi bằng chứ đi về mà không có tiền bạc, đi về ta xin tiền đủ xăng đi nữa chứ không bằng bằng nhiêu thải chứ không đủ. Không có ai có tiền chứ đi tới đâu xin tới đó. Nếu mà hiện tại bây giờ mình có tiền, mình mẹ mình sẽ mua thuốc cho chị uống không? Chịu. Chứ em nghe nói là thuốc đưa chịu chưa uống chị mới phát bệnh như vậy nè. Có không? Có khi em dùng thuốc bỏ em uống thuốc, nó không uống rồi em chờ đi ra em không bỏ. Bởi vì cái bệnh của mình nó mới kéo dài nó không hết đó chị. Mình phải uống thuốc mình mới hết bệnh, người ta mới trị bệnh được chứ. Đó em uống thuốc rồi không có không bỏ gì nữa. Thì nói chung á, nếu mà chị chịu uống thuốc thì tụi em ở đây sẽ trợ duyên đến gia đình để mua thuốc chị uống. Ngoài ra em còn tìm cách, em tìm những thầy nào hay đến giúp đỡ cho gia đình của chị, cho chị và chị Ngọc Trúc ngoại cái tinh thần mình được sáng suốt hơn. Dạ, cảm ơn mấy anh. Theo như em suy nghĩ là cái thằng thức của chị là còn biết rất là nhiều, nhưng mà tại sao chị lại quậy như vậy? Tại em buồn. Mẹ giấu điện thoại của em, em mới buồn, em không có bắt nhà phát khuyên coi được, em buồn, em không có coi tin tức được, em buồn. Mẹ em trên đường bông, em giận người ta, người ta hâm, người ta điện công an, bắt em đập bỏ cái điện thoại, mới bác đưa bông, em mua điện thoại khác. Ý là chị quánh người ta hâm báo công an? Dạ, anh đã thiếu tiền mẹ em, người ta không trả. Ở đây là... chị tối ngày ở trong đây luôn, là có cái chỗ có cái phòng cái toilet đó, có phòng thay đồ, có toilet trong đó luôn. Dạ. Rồi có cái cặp đồ để thay đồ trong này luôn. Dạ. Ý là tối ngày là không mẹ có ra ngoài. Lấy ra mẹ không có cho lại cái gì trong đây chứ, em dụ con em á, lôi lại cho em, rồi em lấy em sang qua, rồi em móc để vô để ship để lại. Dạ, mẹ không cho để gì cho em hỏi cái điều này nữa là chị, khi mà mình biết những cái dòng nó dẫn nó đi như vậy, những cái dòng đó có nói những cái điều gì nữa không chị? Vui lắm, dẫn đi vui lắm, nói chuyện lúa tai vui lắm, dẫn đi chỗ vui vui không à. Đi để chơi xin tiền người nào, cái muốn xin nhiều là người ta tới tội nghiệp, người ta ăn trâu cơm có 25 ngàn mà người ta dẫn cho 75 ngàn, người ta có tiền người ta dẫn chia ra. Có người thì có cho 1, 2 ngàn, 5, 10 ngàn, 2, 30 ngàn có. Có người không có, người ta đâu có đâu cho, nói là không có thì đi xin hoài, xin nào mà thấy xin dồn thí vô túi vậy, tới dừng về đến nhà móc ra đếm nhiêu thì đếm, chứ thấy nhiều tiền mới về, rồi còn bữa nào mà gấp về kiếm tiền đủ tiền xe rồi thôi thì về chứ không có xin này. Yeah. Đi lạc, kiếm này đi lạc, kiếm kia đâu. Mà tại vì em hồi nãy em vô cũng hơi sợ chị đề phòng chị, tại em cũng sợ là đến đây chị sẽ quậy lên, đập cửa phá lên. Sẽ không bữa này em ra bữa đó đêm đó em phá một cái này nè nữa, rồi gần sáng em đập cái răng ra mà sợ lấy thêm một cái kỳ sáu bự, tại không muốn ra, em đập cái răng ra hết trơn rồi, tại không muốn ra, là em đi ra là không có chị phá đâu, phá mỗi lần phá giò phá la em gỡ ra được hết trơn, em đập bể chị biết hơn biết bao nhiêu chị phá mà nói. Rồi em xin phép em ra ngoài trước em nói chuyện với bác ha. Dạ, có gì à. Một chút xíu em sẽ gửi tiền để trợ duyên đến bác mua thuốc chị uống ha. Dạ. Nhưng mà chị phải nhớ là uống thuốc cho điều độ vô chứ không được bỏ nữa nha. Dạ. Nếu mà bỏ là em không đến em giúp nữa. Dạ.
Dạ, em bây giờ em đến đây em cố tình em giúp cho chị để uống thuốc tinh thần minh mẫn lên để cho còn đứa con của chị nữa, con chị đây giờ nó đang ngồi ngoài. Dạ. Chị nhớ ha. Dạ. Rồi đi ra ngoài trước bác. Lang thang đi, cứ dạ nguyên ngữ không biết đi đâu. Dạ, như là trong gia đình mình người nào cũng được chơi được chưa? Bây giờ nói chung là bị hết nhà luôn, giờ có thằng Út nó đỡ đỡ cũng lâu lâu cũng không có bình thường nữa, giờ coi như là bị hết nhà luôn rồi. Dạ. Mà không bình thường là chị có lên giạc nằm nghỉ không, ngồi gì hoài? Ngồi đây nằm đây rồi cái đầu đi vòng đi hoài á, cái đầu nằm không có ngủ được, bây giờ ngủ chưa được, bây giờ cỡ nào cũng không ngủ được. Dạ dạ. Chị có túi càng khôn. À, cái túi càng khôn đó là để dùng vào việc gì á chị? Càng khôn của người ta mà mẹ. Mẹ người ta có tặng cái tính vật làm bằng mà mẹ làm mắt của người ta. Tính vật làm bằng đó là mình đính ước với ai hay là sao? Không biết nữa, người ta tưởng đâu mình thờ, người ta nhìn ra nhân tài, người ta không biết lý do sao ta đưa cái tính vật. Ta đưa tính vật, ta đưa tính vật cho mình ha. Đưa cái chìa khóa xe hơi. Đưa chìa khóa xe hơi. Dạ, chị một chút cho em hỏi là chị một chút. Có phải là bây giờ là đã tới thời kỳ chị một chút ra tay cứu nước không chị? Đúng rồi, nhưng mà chưa không có ai giúp tiền, sao mình chỉ là mình ra công mình đi mình giúp đời giúp nước, nhưng mà mình phải có tiền mình mới đi được. Mình còn có người giúp rồi, nhưng mà mẹ là mắt của chị rồi, chị dặn mẹ rồi, nhưng mà chị không dám nói. Không, mình đi là mình đi đâu chị? Chị muốn đi Bình Dương. Trời, đi Bình Dương hả? Sao mà không cứu đây mà đi Bình Dương chị làm gì? Không, mới đi Bình Dương gom đại gia cho. À, mình đi là mình gom bên lên ha. Gom cái đó đại gia, có đại gia tiền riêng, người đại gia ha, đại gia mà những người giúp mình đi núi riêng nữa. Càng khôn mà. Lên đó. Chị có túi càng khôn nè. Nè, chị để túi càng khôn ra nè. Nghĩa là lên đó mới có đại gia mới có người ta giúp cho mình mới đi giúp nước được. Đúng rồi, mà mình xin mẹ năn nỉ, mẹ rủ mẹ đi không cài, mẹ không chịu đi. Giờ có duyên rồi đó, mẹ không cho đi cũng có ông trời cũng giúp nè, mấy cưng rồi. Không có đựng cái gì trong đó. Nè, ông tướng của chị nè, tướng nước khác nè, mà tướng nhỏ nhỏ rồi để đây chị thu thập nè. Không mà đừng nguyên cái du lịch luôn kìa. Cái xe hơi của chị đi mà người ta cho mà chị chưa có lấy, mẹ làm mắt chìa khóa rồi. Chị ta đưa tính vật á. Nè, đó tiền chị xin mẹ tỉ tiền vô đây không tại có là để rồi được rồi. Nè, giờ chị khôn, chị không có tiền chị để số tài khoản chị vô cái giờ có mấy cưng lại liền đó. Dạ. Thấy không? Không có tiền nhưng mà ta có chí khôn thì để số tài khoản vô đây. Dạ. Nó này ông tướng mà, nó ông tướng của chị đó. Đó, chứ vô đây mà gạt đi, vụ được không? Nhân tài người ta mà vụ người này. Có nói chung là đất nước này mình cũng nhiều người tốt đúng không ông cưng? Sợ gì chứ giờ nó vụ đi, giờ có mấy cưng đó, chị đâu sợ. Phải không? Giờ ai rước chị đi đâu giúp đời chị đi. Rồi tài khoản của chị mình là người cầm mấy, nhưng không để cho người ta dẫn dắt mình đi, mình dắt người ta đi đủ rồi. Nó nhà mình nhà đức thầy nhà Phật không mà hãm hại sao được mà hãm hại. Chị qua đây chị giới thiệu được không? Qua đây giới thiệu những cái tấm hình này nè. À, chị thờ ai chị còn nhớ không? Này của cha thờ nhưng mà biết được đức thầy. Biết được đức thầy ha. Rồi đó đức thầy rồi này cũng đức thầy không mà đức thầy nhiều đức thầy không mà đức thầy với ông Nguyễn Trung Trực, cái này ông có để tên mình biết nè, ông Nguyễn Trung Trực á. Ông Trung Trực là mình Trung Trực giống ổng luôn á. Dạ. Bởi vì mình đâu có sợ ai, mình có túi thằng Phương gì cưng. Ở đây có ông Năm không ta? Cha ơi, mình có ông Năm không cha? Không cha, ở đây Phật giáo Hòa Hảo không à. Này quá trời thờ rồi quần áo đó rồi. Mình có ấn đầu pháp giới chị biết nè, chị biết ấn đầu pháp giới nè. Ấn đầu pháp giới là Phật, rồi tới Bà Bồ Tát, rồi tới Nguyên Giáp, rồi Atula, rồi trời địa ngục, rồi súc sanh người đó. Ấn đầu pháp giới chị còn biết nữa. Mình sợ địa ngục không? Mình đâu có chơi địa ngục đâu mà sợ. Còn mình đâu chơi địa ngục. Mình đi đâu? Mình là ông Phật nè. Mình là ông Phật, là mình lên tiên cảnh chứ không có về địa ngục. Mình là ông Phật, mình giúp nước giúp đời, bởi vì người ta hại mình hoài không chết cưng, đã dám mướn một người để thí mạng với chị luôn mà thí đâu có được, người ta Phật mà sao thí được. Dạ. Người ta có phép nhiệm màu mà. Nè. Ông Phật nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật hoài gì nè, ai ở ngoài muốn hãm hại gì hãm hại đi. Thường là chị ngồi niệm Phật như vậy hả? Không bằng có. Đêm á, bằng đêm có niệm Phật không? Nằm, mình niệm Phật nằm đứng đi, mình niệm Phật cũng vẫn được. Mình có cái lòng vậy thôi. Còn chị không có quỳ lại như những người khác, chị khác ngự. Chị quỳ lại sao được, chị là cũng người, chị trí cao mà chị quỳ lại. Chị nói chung là đúng chỗ, mình quỳ mình lại cũng được. Nhưng mình lo mình quỳ mình lại rồi, chuyện ở ngoài ai lo cơ? Dạ. Đâu có được.
quỳ lại thường là, thường là chị nói chị đi gom lính, gom nếu mà gom được lính là mình làm cái gì? Trụ cột của nước nhà. Là trụ cột nước nhà, rồi mình gom được lính mình làm trụ cột nước nhà, rồi mình lấy cái gì mình giúp nước? Mình đi mà ở đâu mà có người ta gian tham đó mình quất nó. À, nhưng mà đi mình, trừ gian nhưng gì mà ác không, nhưng mà mình trừ gian việc ác xong nhưng mà mình phải nói gì nè, cái gì đấy, người đời người, mười đời phiên tu làm sao để coi để chạy chị trẻ người phiên tu ha, người tu phiên tu mình phiên sao mình. Tình bạn bè phải giữ thủy chung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Mình nói nhưng mà nhiều khi người ta không biết, người ta sai đi gì mình cũng mình rộng lượng, mình cho người ta sửa sai chứ mình giết hết rồi, mình giết hết trơn lính rồi mình sống với ai? Đúng rồi, đâu có ngu, mình giết lính rồi mốt đất nước nó xâm chiếm ba đất nước mình lấy lính đâu mà mình chống chọi. Dạ. Đâu ngu, người ta sai nhưng mà mình chỉ đường lại thì người ta đúng rồi, mai mốt mình cùng nhau xây đắp cái đất nước nó, và đất nước mình hết bệnh dịch rồi những nước khác nó phải cung phụng cho nước mình nữa, tại vì nước mình có nhân tài mà có lòng độ lượng nữa mà nó đâu có dám xâm chiếm nữa, mai mốt mà nó cung phụng nước mình đó nghe, chị mới chịu rồi nghe. Vậy là chị Ngọc Trúc đọc kinh sấm giảng đồ được lâu chưa? Từ nhỏ. Đọc từ nhỏ. Sợ mẹ. Mẹ có quyền, mẹ ghê lắm, nhưng mà mình con hiếu thảo không có cãi, nhưng từ nhỏ đã biết kinh giảng rồi. Mẹ do con bệnh hoạn quá, mẹ tức lên cái mẹ nghỉ ăn tương hết. Nghe lời nghỉ đâu có dám cãi đâu. À là bình thường là nhà mình ăn tương. Khi chị mẹ ăn cơm tức. Trắng. Giờ mẹ. Chị ăn cơm trắng, mẹ bữa đó mẹ kìa. Bữa đi về không có tiền, cái kêu em thứ bảy xuống về rước đó, mẹ nói mẹ la mình không có tiền về, không có tiền, mẹ không quan trọng, mẹ cha là quý giá của con, mẹ đừng nói vậy, tiền của con cái tiền không quan trọng, nhưng mà mình người trụ cột đất nước thì tài sản là của mình ở đây nhiều mà tại mẹ không biết. Ừ. Mình trụ cột đất nước mà mình quan trạng về làng mà đâu có sợ ai. Yeah. Mình giả dạng, mình nếu không giả dạng hãm hại hoài cho người ta tội nữa sao, mình đâu mình làm gì người ta tội nữa, ta lo hãm hại mình hoài người ta cũng có tội vậy. Bởi vậy mà cái lòng của chị nó khác của mẹ. Chị Ngọc giờ mấy cưng đi đây Bình Dương, cho chị đi Bình Dương dưới đi, chị đi theo có theo đâu chị nãy, đi ăn nãy, chút xíu à chị nãy, ăn cơm trắng cũng được mà khỏi ăn cũng được. Nãy mới vô thấy chị Ngọc Trúc biểu diễn cái gì đó. Biểu diễn gì mà mình nhảy múa nãy đó, ngoài biên cương hả? Dạ, làm lại thử một đoạn được không? Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lân tấn công lan tràn cõi bờ, bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, lòng ly khóc thương lứa đôi lìa xa, vượt trong gai chỉ chai sông hồ dậy dùng, là chính nhân gũi dung dâm trường quang hà, vì quê hương gió sương không làm não lòng, nàng đi chiến trinh quyết quên nữa rồi. Quên rồi vậy rồi đâu có nhớ được cái tựa bài này hả? Có tình chàng ý thiếp nhớ chứ. Tình chàng ý thiếp là bữa nay là không có bị ém tài nữa, có cái tài năng gì cái bộc lộ rồi hết đó. Mình tài buôn bán mình cũng giỏi, mình tính toán cũng giỏi, mình biết yeah. biết dụ được con nít mà dụ được người già luôn, mà không phải mình dụ, mấy mình có trí khôn mình dụ người ta nghe, không có dụ à, nói vậy thì chị nói sai rồi. Yeah. Mình giống như mình độ lượng, mình thấy người ta xài con nít, bây giờ con chó nó chạy theo chị nó còn mừng nữa. Mà yeah. Chị dạy được con chó lại gặp chị nó táp táp á, chị là ê tôi không thích chó nghe. Đã, muốn chơi lại chơi đúng không? Mà đó tôi không thích chó nhưng mà tôi biết sai tôi sửa sai rồi. Bây giờ lại chơi ngồi xuống đi, ngồi xuống. Rồi nó nghe lời nó ngồi xuống nó nằm nó cười không. Con chó mà nó cười không cưng. Ngồi yeah. Không. Đó giờ tới cái thời của mình tới rồi mình để đất nước khổ mình khổ, đất nước khổ một ngày mình khổ tâm lắm chứ. Mẹ cha mình khổ mình cũng khổ tâm nhưng mà mẹ cha cầm quyền tức lắm. Tức lắm. Nhưng mà mẹ cha mình không chắc. Em hỏi thiệt cái là chị đừng có giận ha. Không, không phải không thì dạ. Thôi ha. Đúng rồi, mình có quyền thảo luận nha. Dạ. À, vậy là chị Ngọc Trúc hồi đó bây giờ là mình đọc kinh ăn chay. Không à. Nhỏ sợ mẹ nghĩ. À, rồi, nhỏ ăn chay cũng lâu lắm, mười mấy năm. Rồi chị Ngọc Trúc có chồng chưa, có gia đình chưa? Có chồng hai con mà chồng nó cũng ngu không phải ngu mà ông thiệt thà quá rồi không xứng đáng nên mình bỏ rồi. Hai con giờ ở đâu? Hai con ở Xích này. À, là nhà chồng có ở Xích nhỏ. Này ha. Nó có tiền cái nó mua nhà gần nó không tôn trọng mình kệ nó đi nhưng dạ. Mà quan trọng mình có cha có mẹ, nó có cha có mẹ không dạ dạ
mình cha mẹ mình quý giá nhất, nó có cha có mẹ không, lại đây nó nói chuyện. Dạ. Giờ nó nghe người ta dụ nó đi qua nước ngoài hay về chưa được. Ừ. Đó, dụ đó. Đi, nó đi rồi mà con nó là 21 phút chích, nó hối hận không? Thứ ngu mà không hay. Bây giờ chị cũng mở lòng mà chị nói chuyện với ổng rồi. Chị chỉ nói anh sai chỗ nào chị nói rồi. Giờ ổng phục kìa. Ổng không có còn hiềm thù cha mẹ. Cái lại chị với ổng hiểu lầm. Ổng chửi mẹ chị nghĩ ổng hiểu chửi, chị đón đường liền. Ê, bữa đó mày chửi mẹ tao làm sao mày? Nín thinh, không nói. Đụng tới cha mẹ chị gì đâu. Bình thường chị Ngọc Trúc có bỏ nhà đi giống mấy người kia không? Không. Là mình ở nhà muốn đi đi, muốn đi nhưng mà cha mẹ cả không được, không đi thì tự mẹ không cho đi thì về dặn, làm bộ dặn nhưng mà đau lòng lắm, tại vì mẹ làm sai mà mình không làm, mình làm bộ mình dặn mình đi đặng cho cha mẹ kinh coi nhà vậy đi nghe lời thù hiểm nhau, mẹ đóng đinh ở trước mà chị nói không nghe, chị đi rồi chị đi, chị nói mẹ ơi con về nhà con đau con đi không được. Có nhổ chưa? Nghe lời nhổ rồi. Nhổ rồi hả? Nhổ rồi. Là giống mình như hại anh ta chi? Giống như là người ta yếm ha. Người ta yếm rồi mẹ yếm lại anh ta. Ờ. Mình biết, mình nhìn mình biết chứ. Ừ. Người ta đang sửa sai nhưng mà mơ mốt mình lấy quyền lực lại mình cũng cảnh cáo lẫn răn đe những người khác. Dạ. Chứ. Mình biết người ta sai là mình cố tình mình làm sai giống người ta là mình càng bậy. Ờ. Nên đó. Mình phải đúng rồi, dùng cái mình cách phải, nào? Mình người ta sai mình cách này mình nói người ta không nghe, mình dùng cách khác. Cách này không được mình dùng cách khác nữa. Mình đừng mình miễn sao mình đừng làm sai được. Ừ. Mình một lòng mà làm một lòng. Giống rồi. Như mình hướng người ta về con đường thiện. Ờ, đúng rồi, dìu dắt nhau điểm tô công quả. Ừ, dìu dắt nhau điểm tô công quả chứ mình không thấy người ta sai và mình làm sai nữa là hai lại với lại rồi thêm cái mình đi giúp nước là cái người sai á, rồi người ta hiếp đáp những người khác, người ta cũng khổ. Rồi sanh ra những chuyện là ấp bức chết, giống như anh chị vậy đó, chết trong quốc ức á. Rồi đầu kiếp này qua kiếp khác cưng. Dạ. Rồi mấy cái đầu mới hận thù qua kiếp này kiếp khác rồi ở đầu tràn lan hết rồi biết rồi thành cái đất nước bậy bạ luôn. Rồi người ta còn nhiều cái người ta còn cái tội tà dâm chị còn nhìn ra nữa mà. Ừ, dạ. Rồi, dạy con cháu hư đốn, chị dạy giỏi à. Dạ. Dạy thương con cho giọt. Nhưng mà cái giờ hồi đó chị còn trẻ chị khác nha, bây giờ chị dạy cách khác rồi, giờ chị con cháu chị dạy khôn ngoan. Dạ. Rồi. Rồi. Ngủ là ngủ đọc đây. Vậy là chị Ngọc Trúc này là mới bị đây hết. Mới có nói nhiều đây thôi chứ. Bởi vì đi mặn chảnh hồi hết giờ về đâu có đồng xu nào đâu. Cũng làm được luôn mà. Vậy đó rồi bắt đầu. Lúc trước chị đi làm ở đâu cơ con? Thành phố đó. Thành phố. Rồi mấy nhà mấy năm rồi. Em nó gước về đó, gước về đâu có đồng nào đâu. Rồi mới đi thấy nó là mà hổm tôi chở nó đi kìa. Cũng vì mấy đứa nó mà tôi biết chạy xe đó, có biết chạy đâu mà bây giờ tôi lội bộ không được, chạy xe mới được, bị dò nhất. Đi về rồi chở đi nhà thương phóc xe nó đồ người ta mới lắp xi măng đó, người ta cảm lên đừng chưa thể vô đó nhảy xuống nó nói nha đồ người ta gớp không có bỏ người ta lấy được lấy ra lấy vô rồi ghé lại móc ghé lại cho tôi kịp nhờ ấy có qua tình thương được khoe sắc rồi đó, có qua tình thương đó. Cảm ơn cô nha.